Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cách chia động từ trong tiếng Pháp. Thường thì phần chia động từ là phần khó nhất trong tiếng Pháp, tại vì mỗi một chủ ngữ là chia một đuôi động từ khác nhau. Nhưng hôm nay thì mình sẽ nói cho mọi người một số cách quy tắc động từ thường gặp và lưu ý. Mình đã tổng hợp thành các bảng để tiện theo dõi, so sánh và dễ nhớ. Mọi người hãy xem cùng mình nhé. Đầu tiên, chúng ta đi qua một chút về chủ ngữ cho những người nào chưa biết. Je nghĩa là tôi. Tu nghĩa là mày, cậu, bạn hoặc là xưng hô trong gia đình. Il nghĩa là anh ấy. Elle nghĩa là cô ấy. On có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là chúng tôi. Nghĩa thứ hai đó là họ. Cách chia của on giống in, en. Nên mình sẽ không đề cập chia động từ ông trong bảng động từ. Nu nghĩa là chúng tôi, vu nghĩa là bạn. Khi trong giao tiếp trịnh trọng nói với một người mà lớn tuổi hơn mình hoặc một người xa lạ, thầy cô giáo, sếp thì dùng vu. Nghĩa thứ hai, chỉ số nhiều nghĩa là các bạn. Im nghĩa là họ, chỉ nhóm người nam hoặc chỉ nhóm nam và nữ. En cũng nghĩa là họ, chỉ một nhóm bạn nữ. Và đây là quy tắc chia động từ. Trong tiếng Pháp có 3 nhóm động từ. Nhóm thứ nhất có đuôi động từ là er trừ động từ aller. Lát nữa mọi người sẽ thấy tại sao động từ aller không nằm trong nhóm này. Tại vì nó không theo quy tắc như trong cái cột này nên nó không cho vào nhóm 1 được. Quy tắc sẽ là thay đuôi er theo từng chủ ngữ bằng đuôi es, ư, ons, ez, ent. Ví dụ động từ song tê, để nhớ được cách chia động từ thì mọi người cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần ngữ điệu để nhớ được. Ví dụ, je chante, tu chantes, ils en chantent, nous chantons, vous chantez, ils en chantent. Động từ nhóm 2 có đuôi là ir. Cách chia là mọi người thay er bằng các đuôi es, is, it, ils sont, ils, is. Ví dụ động từ finir, je finis, tu finis, ils en finis, nous finissons, vous finissez, ils en finissent. Động từ nhóm 3 thường không có quy tắc chung, thường thì đuôi là ir, oir, dre. Thường đuôi ir thì có một số động từ như là partir, sortir, montir. Những động từ này thì thường phải nhớ thôi, và lát nữa thì mình sẽ có một bảng liệt kê một số từ thông dụng hay gặp để mọi người khi chia thì biết dùng. Ví dụ động từ nhóm 3 là partir. Je pars, tu pars, il en part, nous partons, vous partez, il en part. Mọi người ghi nhớ bảng này thật kỹ luôn. Bây giờ chúng ta sang các động từ đặc biệt, tức là khó nói được các quy tắc của nó mà phải nhớ được thôi, phải nhớ được cách chia. Mình sẽ phát âm cách chia các động từ này nhé. Trước tiên động từ être. Je suis, tu es, il, elle, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Tiếp theo động từ avoir. Ngôi je, đi về e. Trở thành je. Tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Động từ faire. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Động từ aller, mặc dù đuôi của nó là er nhưng nó không phải là động từ nhóm 1 nhé. Cách chia. Je vais, tu vas, il en va, nous allons, vous allez, ils en vont. Động từ vouloir. Je veux, tu veux, il en veut, nous voulons, vous voulez, ils en veulent. Động từ pouvoir. Je peux, tu peux, il en peut, nous pouvons, vous pouvez, ils en peuvent. Động từ devoir. Je dois, tu dois, il, elle doit,
nous devons, vous devez, ils en doivent. Động từ savoir, je sais, tu sais, ils en savent, nous savons, vous savez, ils en savent. Cái bảng này là một số động từ cần lưu ý khi chia động từ ở một số ngôi. Ví dụ như động từ manger, tuy động từ là nhóm 1, nhưng ngôi nu có hơi khác một chút. Đó là thay đuôi er bằng đuôi ons. Lúc đó phát âm sẽ là mangeons, nous mangeons. Tiếp theo, lưu ý ở động từ boire. Bình thường sẽ là je bois, tu bois, il en boit. Nhưng mà ngôi nu sẽ là nous vivons, vous vivez, il en boit. Lưu ý tiếp theo là ở động từ recevoir. Ở một số ngôi chủ ngữ phải thêm dấu móc ở phía dưới chữ C, nếu không thì sẽ đọc là cờ. Cho nên thêm dấu móc ở phía dưới thì sẽ đọc là sờ. Ví dụ, je reçois, tu reçois, il en reçoit, nous recevons, vous recevez, il en reçoit. Điểm lưu ý ở động từ cuối cùng là động từ s'appeler, động từ nguyên thể chỉ có một chữ L. Nhưng chỉ ở một số ngôi thì có hai chữ L. Mình phát âm nhé. Je m'appelle, tu t'appelles, il en s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il en s'appelle. Bảng tiếp theo là các động từ hay gặp, nhưng cách chia lại dễ quên. Thường thì đây là động từ nhóm 3 nữa. Mọi người nhớ đuôi của nó nhé. Đuôi lần lượt là S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Mình sẽ phát âm các động từ này như sau. Động từ venir, je viens, tu viens, il en vient, nous venons, vous venez, il en vient. Động từ dormir, je dors, tu dors, il en dort, nous dormons, vous dormez, il en dort. Động từ sentir, je sens, tu sens, il en sent, nous sentons, vous sentez, il en sent. Động từ sortir, je sors, tu sors, il en sort, nous sortons, vous sortez, il en sent. Động từ mentir, je mens, tu mens, il en ment, nous mentons, vous mentez, il en ment. Động từ prendre, je prends, tu prends, il en prend, nous prenons, vous prenez, il en prend. Động từ mettre, je mets, tu mets, il en met, nous mettons, vous mettez, il en met. Tóm lại là phải nhớ thay đuôi từng nhóm khi chia theo chủ ngữ. Nhóm 1, nhóm 2 thì có quy tắc, gốc và đuôi rõ ràng, nhưng động từ nhóm 3, đuôi cũng rõ ràng nhưng cái gốc thì lại chia theo từng động từ, cho nên phải nhóm thứ 3 là phải nhớ tuyệt đối luôn. Và muốn nhớ được thì phải đọc đi đọc lại nhiều lần thì sẽ nhớ được cái bảng động từ nhóm 3 đó. Thực sự chia động từ tiếng Pháp là một phần khó khăn của ngôn ngữ này, nhưng mình hy vọng với những chia sẻ của mình thì mọi người đã hiểu được một phần về chia động từ trong tiếng Pháp ở thời hiện tại. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.